các nàng công chúa ở đường Bờ Đùn đang vào đi, đang đi vào đi thăm đầm sen, công viên đầm sen, các nàng đang cười thỏa mãn. Của ta đáng nhẽ là đi từ lúc còn trẻ đến già mới được đi mà còn khúc khích cười, thế mà già mà lại không có cái ông bất hạnh này thì các bạn chết cũng chả được cười khúc khích ở đây. Kia là sân khấu. Yeah, Hà Nội thì có thể một năm thưởng cho một lần, nhưng mà trong này thì không thể được. Trong này nguyên tiền đi vào đấy đã chết rồi. Nếu nói đùa trêu với Tú mà Tú thì không bao giờ được đi. Thì ông bảo nếu mà tính đường bay thì mẹ phải gấp chúng ta 10 lần. Hai con vẹt và ba hầu tóc. Vườn chim. Hôm nó con chim ở đây nó ra, chim thân thiện ra chơi với người.
Chèo suối là sao? Suối dòng, nước uống. Tùy chỗ nói cái câu ấy mà nói chỗ này. Con không biết. Trong tượng như đây. Nó lỗi thì nó đã vào đây rồi. Đã ngốc nghếch những cái hay nói. Hay phá chỗ gì? Phá đi chỗ mình phải lên ấy. Phá đi đó. Đấy, những cái chỗ hôm qua ấy là phải cẩn thận. Vào đấy rồi chứ. Những cái chỗ như chỗ nhà ông Khánh là tao nói, chúng mày chỉ cần nghe. Vâng. Tất cả là nói rồi. Để nữa về cho. Để nữa thế về cơ. Thế về nữa con nó mới tự hào về mẹ. Đấy, lấy hình nè, bốn giờ mới lấy hình.